không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Sao anh dám tới đám tang của ba cô ta vậy hả? Chúng ta dừng lại được rồi. Được thôi, cứ làm gì tùy anh. Lúc trước con nói là con muốn sống với ba, con có còn muốn như vậy nữa không? Nhưng mà sao tự nhiên con lại có quyết định đó? Con muốn mẹ được hạnh phúc theo cách mẹ muốn. Nhân sinh đi hương không đồng thuận, người đi đây hàng chơi hương. Bà có một cách không biết con có dùng được hay không đấy. Hôm qua anh chơi hương đã đưa nó cho tôi. Biết sao được, vì tôi đâu có ý định sẽ ly hôn với anh ấy.